Tại vì cuộc đời này thủy chung có giữ cỡ nào rồi cũng có một ngày nó sẽ mất. Có làm gì rồi nó cũng sẽ không tồn tại, vì bản chất nó là vô thường. Kinh Kim Cang gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hãy cái gì mà có tướng nó đều là tạm, nó đều là giả. Ví dụ như bình hoa này có tướng, nó giả tạm thôi, một tuần hai tuần hết. Cái nhà này nó cũng vậy thôi, giờ sửa đó, hồi xưa là nó mục quá chừng rồi, phải không? Rồi giờ nó vô thường, nó từ cái mục cũ nó trở lại, nhưng mà nó cũng không phải là mãi mãi vậy. Cho nên á, có cái tri kiến thì bớt khổ, bớt phiền não. Có cái kham nhẫn thì bớt phiền não. Có cái tránh né thì bớt phiền não. Bây giờ đến cái phòng hộ, cũng như là có cái trừ diệt. Trừ diệt là như thế nào? Tức là khi mà mình nhận diện một cái vấn đề, chúng ta cũng biết rằng cái nhận diện này nó cũng có thể là tạm thời theo cái tri kiến của mình, chứ còn nó cũng không mãi mãi là nó đúng sự thật đâu. Pháp Hòa ví dụ, mình nghe người ta uống một ly nước đá mà mình uống được, nhưng mà mình ngồi bên cạnh cái mình nói trời ơi, tôi nghe chị nhai nước đá mà tôi ê răng. Người ta nhai mình ê răng. Như vậy thì mình không có thọ, nhưng mình nghe không mà mình cảm thọ. Và cái cảm thọ này nếu mà nó bình thường, nó vui vui thôi. Có những cái mình cảm thọ phiền não. Ví dụ người ta nói một câu chuyện, mình ngồi đó mình nghe giận. Trời ơi, tôi ngồi đó đó, nó nói tôi á, tôi biết hết trơn á, nó đựng hồng qua mặt tôi. Trời, tôi hả, con ruồi đực, con ruồi cá gì bay qua tôi cũng biết á. Nó nhúc nhích là tôi muốn biết nó muốn cái gì rồi, mà mình không biết gì về người ta hết. Nhưng toàn là những cái nhận thức gọi là phi như lý tác ý, nó làm cho mình khổ. Như lý tác ý nghĩa là cái gì nó như thế nào thì mình hãy tác ý nó như vậy, còn nó không phải như vậy thì đừng có tác ý nó như vậy để mình khổ mình. Phi như lý tác ý. Cho nên đó, cái mà nhận thức đôi khi chúng ta phải nhận thức cho đúng, mà nhận thức đúng thì nó không làm mình khổ. Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy lúc chúng ta học giới, truyền giới, trong cái giới mình nói rõ vậy nè: ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết hại. Vậy thì cái ý thức đó là gì? Đó là cái nhận thức khổ đau. Phật giáo hướng dẫn cho chúng ta rằng á, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải ý thức cái lợi ích và cái không lợi ích của nó. Cái nào lợi ích thì chúng ta làm, không lợi ích chúng ta không làm. Cho nên mình nhận được sự lợi ích, ý thức, và chúng ta nhận được cái khổ đau khi chúng ta làm việc này rất là rõ ràng. Thí dụ như mình nói vậy nè: quý vị muốn cho con cháu trong gia đình hay người thân mình bớt phiền não với những gì mình nói, mình đừng có biểu người ta không làm mà mình không có lý do. Mà Pháp Hòa thấy hồi nhỏ ở Việt Nam, ví dụ như ông bà la mình á, không có được làm cái này, nhưng mà không bao giờ nói lý do. Thì đôi khi hồi nhỏ mình có một cái văn hóa là người lớn nói con nít phải nghe. Đó là văn hóa ở Việt Nam. Nhưng khi mà nó qua tới đây á, thì cái đó nó không có. Thì nó đi sale, nó hỏi tới bến luôn: why? Why? Nó cứ why hoài à. Má cũng mấy why rồi con. Thấy không? Thành nữa là mình phải học lại. Con đừng có làm cái này, tại vì nó sẽ hư. Con làm cái này nó sẽ tốt hơn. Mà Pháp Hòa thấy cái điều này á, có những cái chúng ta làm mà chúng ta rất là bực, chúng ta rất là phiền não là tại sao phải làm như vậy, tại sao phải đi hướng này, và tại sao phải như thế kia mà mình không có giải thích. Thì cái người tiên nói cứ làm đi đừng có hỏi, thì người kia sẽ càng bực bội hơn, làm mà không có vui.
Thì trong cái nhận thức của chúng ta, chúng ta để muốn cho những cái phiền não trong cuộc sống nó giảm đi. Thí dụ như con nó vô nó xin đi chơi, mẹ không cho, nhưng mà nó vô ba nó cho. Thì nếu mà ba mà cho xong rồi á, ba có lý do cho, thì ba ra ba phải nói chuyện với mẹ. Hồi nãy á, nó xin em không có cho, nhưng mà anh cho là tại vì tuần rồi nó học bài điểm thấp, anh nói nó cố gắng học đi, nếu nó điểm cao anh sẽ cho nó đi chơi. Cho nên anh nói cho em hiểu, để không phải anh tự ý quyết định làm hai vợ chồng nó conflict, nó chống đối lại cái câu trả lời. Thì mai mốt đứa con nó không có hỏi mẹ mà nó hỏi ba không à, là tại vì đến với ba là cái gì cũng yes, mà qua mẹ thì cái gì cũng no. Thật ra là cái cách của mình cũng phải giải thích, để mình nhận thức được tại sao mình no hay yes. Ví dụ như những cái công việc trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Thường thường á, Pháp Hòa làm gì với mấy thầy trẻ đó, khi Pháp Hòa quyết định Hòa làm xong rồi á, có dịp đi chung hay là ngồi một với một thầy lớn mà nói tại sao thầy quyết định như vậy. Nếu có cơ hội con nói với mấy em là mình thầy có cái lý do, vì cái gia đình đó người ta có nhiều khi Pháp Hòa nói nửa đêm đi tới nhà người ta giải quyết những cái chuyện gây gỗ, hay là người ta thế này thế kia nửa đêm nửa hôm vậy đó. Pháp Hòa mới nói những Phật tử này là những người rất là có cái công đức với Tam Bảo, với chùa. Bây giờ gia đình người ta hữu sự, đây là giờ phút mà mình bổn phận của người xuất gia chúng ta phải đền ơn cho họ, trong khi gia đình người ta hữu sự. Thì quý thầy đi nửa đêm nửa hôm, nhưng cũng hiểu mình không phải là mình từ chối nếu ai không có công với mình. Nhưng nếu cái sự việc mà mình hiểu hơn thì mình sẽ willing. Thật ra ở chùa bển á, ai kêu giờ nào đi giờ đó, không cần biết thân quen. 2 giờ 3 giờ họ có người thân mất mà họ gọi vô chùa, mà lúc đó có người bắt phone là sẽ đi. Mà phần lớn là Pháp Hòa bắt hết, nếu Pháp Hòa có ở nhà. Tại Pháp Hòa không muốn động chúng, không muốn tiếng chuông nó reo nhiều quá rồi động cả chùa. Cho nên vừa reo mà Pháp Hòa có ở nhà là bắt phone. Mà bắt phone rồi cũng tự đi chứ không để chúng đi. Tại mỗi người phải nghỉ ngơi, mình làm trụ trì thì mình phải chịu. Cho nên là Pháp Hòa thường tất cả những cái buổi đi vào bệnh viện tụng kinh nửa đêm nửa hôm là Pháp Hòa đi hết. Có nhiều khi 5 giờ sáng quý cô thấy Hòa ra mặc áo tràng về hỏi ủa giờ này thì tụng kinh nó không, đi mới về, đi hồi 2-3 giờ, 5-6 giờ sáng mới về tới nhà. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói mình nhận thức được, làm không có khổ, không có phiền não gì hết, vì mình ý thức được cái việc mình làm là ngay cái giây phút người ta đang lo lắng khủng hoảng như vậy, mình có mặt không làm được gì, nhưng người ta feel được, người ta cảm nhận được sự bình an là có thầy ở đây để trợ duyên giúp đỡ cho gia đình. Cho nên á, mình sở dĩ chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phiền hà nhau, chúng ta phiền não với nhau, một phần là bởi vì chúng ta không nhận thức được việc làm của nhau. Chúng ta không biết tại sao người đó phải làm như vậy. Có lần á, có một cái cô đó cô hỏi Pháp Hòa vậy nè: con gửi tiền về cho mẹ con, mà mẹ con cứ đưa cho người em của con, mà người em của con thì nó không lo làm ăn. Bây giờ con không cung cấp tiền nữa, con có bất hiếu không? Pháp Hòa mới nói như vậy cũng khó, tại vì chị không phải ở trong cái vị trí của mẹ. Mẹ đang làm cái vai trò của mẹ là bổn phận mẹ là lo cho con. Mình không nói được cái chỗ đó, mình không có cản ngăn được cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà mẹ không lo con thì mẹ thiếu bổn phận. Rồi bất con mà nó có hư đốn nó như thế nào, người mẹ vẫn không bỏ con. Nhưng mà mình là em, là chị, mình nóng ruột, thì vì thôi bây giờ chị làm bổn phận chị đi. Bổn phận của chị là con lo cho mẹ, chị gửi cái phần đủ để mẹ trang trải theo cái đời sống của mẹ. Còn mẹ có cho con đó là cái phần giữa nghiệp, giữa nợ nần giữa mẹ với người em.
không ai thiếu bổn phận ai. Chị không thiếu bổn phận với mẹ, nhưng cũng không thể bắt mẹ không có bổn phận như người con. Trong cuộc sống này mình lấy cái nhìn, mình nhìn rộng là mình sẽ hiểu được tại sao người này phải làm này cho người kia, người kia phải làm cái này cho người nọ. Quý vị thấy có những người họ lường gạt người này nhưng mà họ cung phụng cho người kia. Cuộc đời nó ngộ lắm, phải không? Họ lấy của người này nhưng mà họ lại đút lót cho người kia. Mà người này thì thương họ đáo để, thì họ không coi ra gì mà cứ rút rỉa không. Còn bên này thì không coi họ ra gì mà họ cứ đút lót, họ dâng hiến không à. Mình không có chứng quả, mình không có thấy được nhân quả, ân quán nó chằng chịt với nhau, phải không? Nó đều có hết á, nó đều có cái hết á. Không có cái liên đới với nhau thì nó không đến với nhau được. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay dùng cái từ kết duyên đó. Kết duyên là gì? Mình thấy có đó tốt nên kết, cái đó hay nên kết. Cho nên tụng kinh không hiểu cũng tụng, tại vì mình tụng để kết duyên. Kết duyên với pháp bảo. Pháp bảo có nghĩa chứ không phải là không nghĩa. Nhưng tuệ giác mình chưa đủ, mình không hiểu thôi. Thì nhưng không hiểu mà không tiếp xúc, không trì tụng thì mình lại không kết được cái duyên này. Mà một đời này không kết, hai đời không kết thì đời nào mới hiểu nghĩa? Thì bây giờ nếu mình không hiểu thì đâu có nghĩa là nó không có nghĩa. Thì chúng ta cứ tụng, dù không được tuệ giác nhưng vẫn được phước đức. Tụng kinh là thân ngồi nè, là thân tỉnh. Miệng tụng kinh là khẩu tỉnh. Ý duyên theo chữ mình tụng là ý tịnh, mặc dù có thể không hiểu nghĩa. Nhưng mà đó là cái đạo lý chúng ta kết duyên. Mình đi đến chùa, mình cúng dường, mình nói con kết duyên với Tam Bảo. Để làm chi? Không đời nào mình mất duyên với Tam Bảo. Mình có thể lễ Phật dễ rồi, lễ Pháp dễ rồi, giờ lễ Tăng lễ làm sao? Để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách thực tập kết duyên với Tăng của Pháp Hòa nha. Khi nghe một tôn đức nào viên tịch, có thể mình không biết, nhưng hoặc mình đã từng biết, biết tên nhưng mình chưa được gặp, cũng chấp tài đảnh lễ. Nghe quý ngài ở Việt Nam viên tịch, Pháp Hòa cũng hướng về quý ngài, Pháp Hòa đảnh lễ. Đời này con không đủ duyên gặp ngài, nhưng con xin được kết duyên lành với ngài. Đời kiếp nào ngài trở lại Ta Bà, con cũng được làm đệ tử, được ở trong pháp hội, được làm người đệ tử hậu học của quý ngài trong mười phương. Như vậy thì đời nào mình mất duyên với Tăng, đời nào mình mất duyên với Pháp là vì mình không khinh thường Pháp. Tất cả giáo Pháp đều có nghĩa hết, nhưng tuệ giác mình không xong. Cho nên mình thấy tụng kinh không hiểu tụng gì, có nghĩa mà tại anh không hiểu thôi. Chứ tại sao nếu mà anh không hiểu mà anh không tụng nữa thì coi như sao? Cắt đứt. Nhưng mà mình kết duyên là để mình được gần gũi, được thân cận. Mình gặp cái người nào mình kết rồi đó, mình cũng tìm cách mình lân la vậy. Người ta đứng đâu mình đứng đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học, lúc Pháp Hòa học high school, ngày nào mình ra đón xe bus cũng có một cô đón chung với mình. Mình lên, cổ mình xuống, cổ xuống. Mình đứng chỗ mà mình mở cái locker, cổ đi tới, đi lui, đi tới, lui. Không biết lý do. Có một ngày nọ, cổ nhờ người khác giới thiệu. Cổ dẫn tới người khác dẫn giới thiệu, nói nhỏ này nè, nó muốn quen với chú Tiểu. Mà nó không dám nói, nó dẫn tôi tới. Nhưng mà thưa đại chúng, nhưng mà tại vì cái tâm tu mình nó vững và được, cuối cùng Pháp Hòa dẫn nó đi chùa luôn. Mỗi chiều đi học về, muốn đi xe bus không, đi chung về chùa đọc kinh chung. Hồi nhỏ sớm Pháp Hòa, ai muốn buổi chiều là nguyên nhóm con nít sẽ đi chơi với nhau. Nhưng Pháp Hòa ra luật nha, tụi bay muốn đi chơi với tao, tụi bay phải tụng kinh. Chiều nay 2 giờ hẹn ở nhà tao tụng kinh. Nói tao không có áo tràng, mày về nhà mày lấy áo dài mày mặc. Mày đưa con gái trong xóm,
áo xanh, áo đỏ, áo trắng, áo vàng, áo dài không à, mặc lên tụng kinh. Tụng rồi tối á, thay vì đi chơi phải không, tối nay bận đi đám rồi, đi đám không? Thay vì nãy mình nói hồi chiều hứa đi chơi, chiều vẫn đi đám. Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại, mấy chục năm sau gặp lại còn nhắc á, nó tụi tôi nhớ hồi nhỏ đó là mỗi lần muốn đi chơi với ông á là ông biểu là phải đi tụng kinh. Nhưng mình mới đầu mình kêu đi đám nó ngán lắm, nó chiều đi chơi, nhưng mà mình biết trong bụng là chiều nay tao có đám. Có cái thầy đó, thầy đi tụng kinh đám tang, rồi cái có cái cô đó tụng cho cái gia đình đó, ông chồng mới mất, thì cổ tụng đâu được mấy thất à, cái cổ mới tỏ tình, cổ nói giờ con thấy thầy cũng được quá, hiền lành quá, thôi thầy cưới con đi. Thì bây giờ cái ông thầy á, ông nghe vậy cái ông nói bây giờ cô chồng mới mất chưa được 49 ngày tôi cưới cô liền, tôi cũng khó sống. Mà hàng xóm người ta nói kỳ lắm, thôi cô ráng đi, xong 49 ngày rồi mình tính. Thì ông cũng tới cũng bảy thất đủ vậy đó, cái xong hết 49 ngày cái cổ nhắc, cổ nói thầy ơi bữa nay ngày thứ 50 rồi. Ông nói không được đâu, mới có 50 ngày à, thôi ráng 100 ngày đi. Cái cổ ráng tới 100 ngày, ráng 100 ngày cái cổ nhắc nữa, cổ nói chưa được đâu, năm đi. Tại vì Việt Nam mình một năm kêu là tiểu tường, chưa kêu là dỗ nha. Một năm đầu chưa, không muốn gọi dỗ, một năm đầu gọi là tiểu tường. Xong năm đầu rồi cái cổ nhắc lại cái thầy, ông nói không, ráng 2 năm. Tại vì vợ để tang cho chồng cho trọn 2 năm gọi là đại tường. Mình để tang trọn 2 năm nhưng mà thật là 3 năm. Tại vì năm mất là tính năm rồi, cộng thêm 2 năm tới thôi. Cho nên Việt Nam kêu là đại tường mãn tang. Xong mãn tang rồi thì 2 năm trời đó cổ đi chùa, cổ tụng kinh, cổ nghe pháp, qua tới hết mãn tang rồi. Ông nói giờ sao, cổ nói không, giờ con muốn là Phật tử thôi. Quý hiểu chỗ đó không? Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Cô này cổ đến với thầy do tâm dục, tâm tình cảm, tâm luyến ái. Nhưng mà thầy nhận thức, thầy nhận thức rất rõ đây là một mối phiền não. Nhưng mà nếu mà thầy chống lại liền thầy không hóa giải được. Mình phải ôm cái đó rồi từ từ mình hóa. Cho nên ông thầy ông bày mưu. Ông bày mưu là ông nói như vậy, nếu như mà cổ vừa tỏ tình mà ông thầy nói cổ đạ mạng thì bắt đầu từ cái yêu nó sanh cái hận. I-E-U yêu, H-E-H hận, ba chữ à. Yêu cũng ba chữ, hận cũng ba chữ. Cho nên ông thầy, bởi vì Hòa nói như vậy á, quý vị sẽ thấy rằng á, người có tu tập, có cái tri kiến, có cái kham nhẫn, có cái nhận thức, có cái bình tĩnh, có trí tuệ. Mình không tu thôi, tu là mấy cái đó nó lên. Thay vì tham nó lên, sân nó lên, si nó lên, mạng lên, nghi lên. Nhưng tu thì mấy cái đó nó ngủ, cái khác lên. An tịnh nó lên, tĩnh lặng nó lên, trí tuệ nó lên, kham nhẫn nó có. Cho nên ông thầy cũng kham nhẫn. Nhưng mà nếu như mà thầy chống lại liền, thầy nói cô người nữ không có đàng hoàng, có phải là cổ sanh hận không? Từ cái hận đó cổ sẽ không đến với thầy. Rồi có thể cổ sẽ thương một người nào khác, nhưng một người đời thì cổ đến thì người ta nhận thôi. Rồi chồng chất khổ đau từ cái chuyện thầy không biết tiếp độ cô, không có hóa giải được cho cô, để cho cô phải đi xa như vậy. Mà cuộc sống mà, hễ con người mà họ không được cái này, họ phải gầy cái khác. Hoặc là họ gầy cái khác để làm gì? Để trả thù, để rửa hận, để làm gọi là không mất mặt họ. Cho nên thầy có cái cách của thầy. Thầy nói 49 nha, qua tới 100 ngày, 1 năm, 2 năm,
Sau đó cổ từ chối, cổ nói thôi, sau 2 năm tu tập tất cả con thấy rõ rồi, phải không? Tình cảm vợ chồng cũng chỉ vậy thôi, thôi thì con giữ như vậy để tu tập, để nuôi con, như vậy thầy mới có công đức trọn. Như vậy thầy mãn nguyện rồi. Ở trong những cái tiểu, những cái sử của Đức Quan Âm á, có kể một cái tiền kiếp của Đức Quan Âm. Thì cái Đức Quan Âm á, có một kiếp nọ đó, ngài là một cô gái đẹp mà trong xóm ai cũng thương hết, trong cái xóm ai cũng thương cô đó hết á. Thì bây giờ người nào cũng tới cầu hôn cổ hết á, thì làm sao mà một mình cổ mà chấp nhận hết tất cả những người nam trong xóm. Cổ mới nói bây giờ tôi có một mình à, làm sao tôi có thể lấy nhiều chồng được, mặc dù tôi biết ai cũng thương tôi. Thôi bây giờ mọi người ráng học thuộc chú Đại Bi, ai thuộc chú Đại Bi tôi nhận làm chồng. Trời, mấy chú về học Đại Bi ráo riết luôn, học đi cưới vợ. Xong rồi cái cuối cùng từ 10 ông mà còn ra 7 ông thuộc chú Đại Bi. Ông nói trời, không lẽ mình tôi lấy 7 ông. Thôi giờ 7 ông còn lại nè là thí sinh vào dòng kế. 7 ông này ai thuộc Bát Nhã Tâm Kinh tôi nhận làm chồng. Rồi học Bát Nhã Tâm Kinh rớt, còn 2 ông, còn 5 ông. Mà cứ như vậy, cứ như vậy, cuối cùng các ông học kinh, nghe pháp, hiểu đạo, ông nào cũng tu hết. Mấy ông tu thì bà khỏe. Trong tất cả những cái hạnh nguyện á, đã là hạnh nguyện của Bồ Tát, làm việc của Bồ Tát, thì chúng ta biết nguyện chuyển. Cho nên á, việc làm chúng ta đừng phải làm hết lòng, nhưng trong cái hết lòng đó nó phải cộng, nó phải plus với cái tâm tùy thuận, tùy duyên. Đó. Thưa đại chúng, sáng nay buổi lễ nè, không? Rồi chiều nay cúng thí nè. Tất cả những cái đó đầu tiên nó không có nằm trong chương trình. Nhưng chiều hôm qua ngồi nói chuyện với sư cô trụ trì thì Pháp Hòa cũng chia sẻ, rồi mình add thêm một vài điều để cho nhân đại chúng đông đảo, không, kêu tăng quý ni đầy đủ, đại chúng đông đảo, mình nhờ năng lực của đại chúng, mỗi người một tiếng niệm Phật làm cho ấm cúng đạo tràng. Mình nguyên tắc là vậy, nhưng nếu chúng ta có nhận diện, chúng ta có cái định tĩnh, chúng ta plus thêm, cộng thêm những cái bonus mà nó cũng ở trong phạm vi đó thôi, nhưng mà chúng ta không làm cái gì nó xa ra. Phiền não á, là những cái điều chúng ta không có bằng lòng, chúng ta không có thích nó, chứ nó không là gì hết á. Thí dụ như giờ cái chuông để đây mà mình không thích nó để đây là tại nó cản trở, thì cái chuông này trở thành phiền não của mình, trở thành một cái chướng ngại của mình. Chứ thủy chung bản chất nó không hề có chướng ngại và phiền não. Mỗi người chúng ta xung quanh này không ai là chướng ngại của ai hết, nhưng tại vì mình không bằng lòng với cái cách của họ, với cái kiểu của họ, thì họ trở thành ra cái chướng ngại của mình. Cho nên cái nhận thức là một phần giúp cho ta giảm đi cái phiền não. Mình nhận thức sự việc thì chúng ta không đến nỗi. Cho nên tập thấy ai làm gì khoan lên án, khoan phê bình, mà chúng ta cần nhận thức cho kỹ. Nhận thức cho kỹ sự việc, thí dụ mình vẫn chưa biết vấn đề gì nhưng không hề liên hệ thì liên quan gì tới mình cũng không nói. Tại vì mình nói mà việc không phải việc của mình thì có phải là mình tạo thêm nghiệp không, là thêm lỗi không? Đó, cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà ông Khổng Tử với nồi cơm không? Đức Khổng Tử mà thấy nhan hồi mà để cơm vô miệng ăn, khi nhìn xuống bếp thấy vậy thì nghĩ là người đệ tử của mình đó đã vô lễ ăn cơm trước mình. Ngài chỉ đứng ở trên nhìn xuống mà buồn. Đến khi giờ ăn cơm, mời nhan hồi ăn, nhan hồi chắp tay xin lỗi: hồi nãy trong khi nấu cơm con lỡ làm rớt một ít cơm ra ngoài, nhưng con nghĩ vào cái thời buổi khó khăn cơm gạo thiếu thốn, mà nếu con đem cái nắm cơm rớt ra ngoài đó mà con bỏ thùng rác thì phí quá, phí quá. Cho nên con đã
chùi sạch cái hạt cơm đó rồi con ăn. Thì giờ con xin lỗi thầy và mấy huynh đệ, con đã phạm cái lỗi ăn trước. Mà lý do con ăn trước là vì cơm nó rớt ra ngoài, con không muốn phí. Đức Khổng Tử nghe xong vỗ đầu: nếu mà ngươi không nói điều ra, xém chút nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ. Người thầy mà nói như vậy, nghĩa là một bậc thầy á, cũng có nhiều lúc mình nhìn sai, nhưng cũng không có vì cái tự ái mà không dám nhận mình sai. Cho nên có nhiều khi á, mình biết sai mình không nhận, nó cũng là cái lý do mà làm cho phiền não trong nhà nó cũng có. Tại mình tự ái, mình tự cao, mình nghĩ rằng mình không bao giờ có lỗi, mà giờ mình lỡ hớ rồi, mình im luôn. Mà đôi khi người ta chỉ cần một lời nhận lỗi, một lời xin lỗi, một hoặc là mình có nhận lỗi thì mình tự mình chữa, người ta vẫn nhận ra rằng mình có nhận thức cái lỗi của mình, rồi từ từ mình sửa sai để sự việc nó không trở nên quá đáng. Đó là một cái phương pháp giúp, đó là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta giảm đi cái phiền não trong đời sống hàng ngày, ngoài cái chuyện chúng ta có tri kiến hiểu biết. Mình biết vô thường để mình chấp nhận sự việc. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó: biết vô thường để sống thường. Mình sống bình thường là mình an ổn. Vì cuộc đời này không có gì nó thường hết á, chỉ mà tất cả các pháp nó đều phải đi qua vô thường và biến đổi. Hôm có một nhiều người bệnh cũng buồn lắm, nghe tin mình bệnh thì sẽ rất buồn. Và cái lời an ủi Pháp Hòa thường nói: thôi bây giờ mình phải thấy rằng mình như một chiếc xe cũ đi được 50 năm, 60 năm mà chưa bao giờ thay nhớt, chưa bao giờ tune up chiếc xe này. Thôi bây giờ cơ hội để cho bác sĩ ta chụp đầu, chụp gối, thử máu, chạy điện. Không phải thay nhớt là cái gì đó, không phải mà đi tìm những cái body parts, phải không, để mà chữa trị, còn hơn là không biết gì hết, nửa đường đang đi nó banh xe luôn, hư luôn còn khổ hơn. Còn bây giờ nó có signal, cái đèn nó flash lên, lái xe mà đèn nó flash lên nó báo cho anh biết có một cái body part nào hư, may quá lập tức vô chữa liền. Cho nên trong cái rủi chúng ta vẫn còn thấy được cái may ở trong đó. Mà nếu như mình nói cho cùng là khi chúng ta nhận diện được những gì bất trắc trong cuộc sống của mình, đó là cái phước. Chỉ sợ là nó bất trắc mà chúng ta vẫn không biết. Khổ mà chúng ta biết mình khổ là mình có phước rồi đó. Không biết có cái phước là biết mình đang khổ, đang bệnh, để ít nhất cũng tìm và chấp nhận được phương thuốc. Còn không thì mình không chấp nhận thuốc. Tri thức rất cần, phòng hộ cũng rất cần, kham nhẫn cũng rất cần, tránh né cũng rất cần, trừ diệt cũng rất cần, tức là nhận diện đó. Và cuối cùng là chúng ta tu tập. Rồi đó, bây giờ tất cả những cái nãy nói đó không có gì qua tu hết. Mà nhưng tu là nghĩa là gì? Nghĩa là mình biết tiếp nhận mọi pháp, rồi để cho các pháp đó nó nhẹ nhàng. Có những sự việc chúng ta có thể nói, nhưng mà có những sự việc chúng ta chỉ để cho nó nhẹ nhàng, nó đi qua. Tại vì nói là hoàn toàn không có lợi ích gì cho ai hết. Cái gì mà trong gia đình mình một người nào làm lỗi mà bây giờ mình biết rằng đó, thôi người ta đã, mình đã nhận và người ta đã im lặng, ta biết vậy rồi, thì mình cũng cứ im lặng để cho nó đi qua. Ngày hôm qua có một em, nó đang thất vọng về cuộc đời. Vì nó nghĩ rằng á, nó cúng, nó thờ, nó lại, nó tụng vậy đó là nó sẽ được như điều nó muốn. Nhưng nó tụng, nó cúng, nó lại, nó làm đủ thứ mà nó vẫn không được gì hết. Thì nó làm sao? Nó thất vọng. Mình đã từng bị vậy chưa? Người lớn mà còn bị đó. Tụng quá trời tụng, cúng quá trời cúng, bố thí, trai tăng, làm đủ thứ hết mà việc đó vẫn xảy ra. Đôi khi mình cũng nói: ủa vậy mình có thiệt sự có phước không? Bố thí có phước mà
gọi là bố thí phóng sanh để hết bệnh, mà sao phóng quá trời luôn mà vẫn bệnh. Mình làm quá trời mà tại sao việc nó vẫn đến? Thì khi người nhà của em đó, dẫn em lên và nhờ Pháp Hòa nói chuyện với em, Pháp Hòa từ chối và không nói. Pháp Hòa nói như vậy: em nó còn nhỏ, và do mình hồi đó mình nói với nó, con làm cái này đi, con làm cái này, con làm cái này, cái Phật phù hộ con, Phật cho con, Phật cho. Cái nó làm quá trời làm luôn, nó không được gì hết, thì nó thất vọng là phải rồi. Người lớn mà còn thất vọng tràn trề nữa chứ đừng nói nó. Nhưng mà cô càng biểu ai tới nói với nó, mà Pháp Hòa hiểu lắm. Pháp Hòa rất thông cảm cô, tại vì đây là cái lòng của người cha, người mẹ. Ai cũng muốn tìm phương pháp cứu con mình. Nhưng cô đừng làm. Cô càng làm thì cũng giống như cái sợi dây mà nó đã một nùi, nó siết thêm. Nó đã không thích rồi, nó đã thất vọng rồi, nó đã đang ghét rồi, mà mình biểu mấy người này xuất hiện trước mặt nó hoài thì có phải mình siết nó thêm thôi. Bây giờ cô cứ thả lỏng vậy đi. Mỗi ngày cô cứ thương nó, cô chăm sóc cho nó. Mọi việc trong gia đình cứ bình thường, mình cứ bày tỏ tất cả tình thương cho nó và sự lo lắng cho nó. Nó dần nó lớn lên. Khi nó lớn lên, nó hiểu được chân lý rồi. Nó hiểu được chân lý rằng trong cuộc đời này cái gì cũng phải biến đổi. Chính bản thân nó từ một đứa con nít thì mới thay, nhờ cái vô thường thay đổi nó mới lớn lên. Thì cái vô thường thay đổi đến với ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, đối với cha, với mẹ là chuyện bình thường. Nó lớn rồi nó tự nó hiểu chết là gì, khổ là chi, thất tình là gì. Có bao giờ mình nói với một đứa con nít là ông nội con chết không? Mình toàn nói dốc không à. Ông nội con lên trời rồi, ông nội con đi xa rồi, ông nội con bận rồi. Mình đâu, mình nghĩ rằng nó không biết chết là gì, nói nó làm chi, nó không hiểu. Nhưng khi nó 15, 16 tuổi, mình có cần nói gì nữa không? Nó tự nó hiểu. Cho nên trong cuộc đời này á, nhiều khi có những cái niềm đau nỗi khổ không nói, tại vì mình biết mình càng nói người ta sẽ càng siết hơn, là vì bây giờ cái tâm của người ta nó đầy rồi, mình đổ cái gì vô nó cũng tràn ra hết. Thôi để cho nó tự nó rung, nó sét, rồi cái nó đi xuống, rồi từ 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 nó thấm. Trái cây á, mà nó chín trên cây lúc nào vẫn ngon hơn là một trái mà mình cứ hái rồi mình tìm cách mình vú cho nó chín. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy. Mình phong và biết rất thông cảm, rất trân quý tình thương của cha mẹ, của ông bà, của con cháu, của người thân đối với người thân. Nhưng mà có những trường hợp tại sao đem lên phong và không nói, biểu và nói và không nói. Có nhiều người ta bị mất con người ta mất. Rồi Pháp Hòa tới: thầy, ông này nè, chị này nè, mất con á, thầy khuyên đi. Buồn hoài à. Pháp Hòa nói: tại kim chưa chích tới mình mới vậy chứ. Kim chích tới mình cũng vậy thôi à. Mình đủ sáng suốt để khuyên một người, nhưng mà khi việc đó đến mình, chưa chắc mình đủ sáng suốt để vượt qua. Nhiều khi á, mình thấy người ta vậy mà người ta vững hơn mình đó. Người ta vậy đó mà ta còn sống tới giờ này á. Còn mình không biết làm sao nữa đó. Đâu, chưa tới mình chưa biết đâu. Chờ mà nói không khuyên gì nữa hết. Đạo lý vô thường sống chết người ta dư biết rồi. Cái người ta cần bây giờ là cái gì? Thời gian. Thời gian mới cho người ta nguôi ngoai, mới nhẹ nhàng được. Vừa rồi có cái cặp vợ chồng đó còn trẻ lắm, có một đứa con trai duy nhất, mới có 16 tuổi, đùng cái nó chết. Trời ơi, nó đẹp trai, nó học giỏi, nó ngoan hiền. Thì quý vị tưởng tượng cha mẹ nó thấu địa đau tới cỡ nào. Trong suốt thời gian tang lễ và mỗi tuần nó lên chùa, mỗi lần gặp hai vợ chồng, Pháp Hòa không nói gì hết, nắm tay, ôm chồng, vuốt ve. Nhiều khi cái tâm tình của mình nó cũng thay một lời nói. 3 tháng sau, 6 tháng sau,
Pháp Hòa gặp Pháp Hòa hỏi bữa nay có đỡ không? Nó nói dạ tụi con đỡ rồi, sau 6 tháng đi làm lại được rồi. Nhiều khi không phải mình nói rỉ rả bên tai người ta mà mình kêu là mình cứu khổ đâu. Mình cho nên cái chỗ độ sanh á, nó tùy duyên nhiều lắm, nó tùy thuận dữ lắm. Mà mình không có cái tâm nhu nhuyến tùy thuận đó, mình khó giáo hóa. Có những người á, người ta cần sự im lặng hơn là mình cứ nói lai rai bên tai người ta. Có nhiều người ta không có cần gì, người ta chỉ cần biết là mình hiểu người ta, và thậm chí chỉ cần cho người ta khóc thôi. Cho nên Pháp Hòa mà đi đám á, nhất là những cái người mà ta sắp mất mà con cái người ta khóc á, Pháp Hòa cho khóc thoải mái, nhưng không được rên nha. Có nhiều người không cho khóc, đừng khóc, đừng khóc, bà đi không được. Trời đất ơi, cha người ta sắp chết mà biểu đừng khóc, chồng người ta bệnh sắp mất mà biểu đừng khóc. Chỉ có điều là mình đừng có rên thôi. Tại vì cái tiếng rên của mình làm động tâm người mất. Còn cái emotional, emotional là gì? Cái cảm xúc của mình, làm sao tránh được? Làm sao tránh được? Người dưng đây nè, mình thấy người dưng đi đường á, mà mình còn khóc, huống chi là người thân của mình. Cái chuyện khóc là chuyện bình thường. Mình nhỏ những giọt nước mắt buồn khi phải xa người thân mình. Nhiều khi mình vui quá mình cũng khóc vậy. Mấy ngày nay Phật tử gặp Phú Hòa khóc quá trời luôn. Mà em có chọc ghẹo gì đâu. Khóc đó là gì? Là vui thôi. Hồi nãy còn có một cô chụp hình xong biểu Hòa nhéo coi có phải thiệt không. Thầy con không nghĩ là con được gặp thầy. Bây giờ con được gặp thầy rồi, chụp xong cái hình thầy rờ thầy nhéo nhéo con không. Có nhiều vị còn nói đâu thầy gõ đầu con thử, con đang mơ hay con đang tỉnh. Nó rất tiếc không có cây búa ở đây. Gõ mang tiếng. Cho nên thưa đại chúng là có những cái việc trong cuộc đời mình phải nhận thức. Nhận thức. Có nhiều khi mình offer mình giúp người ta, nhưng mình không nhận thức là mình phải giúp cách nào. Càng offer càng tới người ta từ chối lại giận. Thay vì nãy thương á, tôi thương quá tôi muốn giúp thế này thế kia, nhưng mà rồi người ta từ chối là bởi vì mình chưa thông cảm cho người ta, mình chưa nhận thức được người ta sẽ cần mình giúp ở phương diện nào. Cho nên không phải làm hiểm, nhưng mà tùy việc. Có những đứa nhỏ nó không thích cái việc đó mà mình cứ ép nó vô làm. Mình nhìn mình biết chứ, mình nhìn mình biết chứ. Nhưng mà cho nên những lúc trước mặt ba má nó, Phật thấy ba má nó ép nó kiểu này kiểu kia vậy. Đợi khi nào không có ai, Phật tới ngồi gần nói chuyện với nó, để cho nó một phần nào nó nhẹ nhàng, một phần nào nó thông cảm. Nhiều khi nó không được nhẹ nhàng mà nó cũng không thảm, tại sao ba má nó làm cái điều đó cho nó. Cho nên Phật dạy chúng ta cái phương pháp cuối cùng là chúng ta phải tu tập. Tu tập không phải là mình gõ chuông, gõ mõ, làm cái gì ghê gớm đó. Tu tập là mình đủ cái tuệ, cái từ. Từ bi thì ai cũng có, nhưng mà giống như mình thương vậy đó. Thương thì ai cũng có, nhưng mà giờ quan trọng là có biết thương không. Mình có thương mà phải biết thương, thì cái thương của mình nó không làm người khác bị thương, và người khác sẽ không khổ đau vì cái cách thương của mình. Rồi mình càng bực bội, mình nói coi đó, tôi thương mà nó làm vậy đó. Rồi cái mình cứ leo thang, mình làm khổ nhau. Một người thì phải cắn răng chịu để cho mình thương, mình nó thì phải cắn răng lết tới thương. Rồi cuối cùng họ chịu không nói, họ trả đũa lại, mình bị tổn thương. Tại vì mình nói tôi rất là thất vọng, tôi rất là tổn thương, tại vì tôi làm như vậy mà người đó thế này thế kia. Rồi cuối cùng cả hai vô nhà thương. Tại vì một người bị thương, một người tổn thương. Vì chúng ta không có đủ cái năng lực tu tập. Thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, tu tập nghĩa là bây giờ bắt đầu chúng ta trở lại. Chúng ta nghe Pháp, chúng ta tịnh tâm mỗi ngày, tụng kinh cũng được, lại Phật cũng được,
sám hối cũng được, bất cứ cái hình thức nào. Mỗi ngày đại chúng chỉ cần làm 15-20 phút, ai giỏi thì 30 phút. Quý vị cứ làm đều đặn đi, sám hối lại Phật mỗi ngày đều đặn. Thí dụ mỗi ngày mình lại 35 lại trong hồng danh bảo sám á, lại từ Thích Ca Mâu Ni, lại dài cho xuống cho tới pháp giới tàng thân A Di Đà Phật 35 lại. Lại xong rồi tự mình quỳ xuống, mình đọc những cái bài kinh ngắn gì theo mình thích trong quyển kinh đó, giữ điều đặn thời khóa. Rồi hoặc là mỗi ngày mình ngồi thiền 15 phút, sáng 15 phút, chiều 15 phút. Một thời gian sau quý vị sẽ thấy cái tâm của mình nó lắng xuống. Cũng giống như cái tấm gương đã bị nhiều lớp bụi, bây giờ mỗi ngày mình đi ngang mình quẹt một cái, mỗi ngày mình chùi 15 phút, chưa sạch phải không, để đó, mai chùi 15 phút, bảo đảm một ngày nào đó tấm gương dày bụi cũng phải sao, cũng phải sáng, cũng phải sạch ra. Tại vì bản chất của tấm gương là sáng, chẳng qua là nhiều lớp bụi lên thôi. Cho nên làm điều thiện nó giống như cỏ mọc trong công viên, chúng ta không thấy nó mọc nhưng mà nó lớn khi nào không hay, phải không? Còn làm điều xấu cũng giống như mài dao trên cái tảng, cái cục đá mài vậy đó. Tưởng chừng như cục đá sẽ không mòn, nhưng một ngày nào đó đá nó sẽ mòn. Trong Minh Tâm Bảo Giám có dạy câu đó vậy đó. Làm thiện như cỏ trong công viên, không thấy nó, không thấy nó mọc, vậy mà nó mọc lúc nào mình không hay. Làm ác như mài dao trên cái cục đá, tưởng chừng đá không mòn mà rốt cuộc nó cũng mòn. Nghĩa là mình tự hào, tự đắc, không ai biết, phước mình không giảm, dày như cục đá, mình nghĩ dao nó mới mòn, nhưng mà sẽ có ngày cục đá nó cũng sẽ mòn, do mình ỷ lại cái chuyện làm ác của mình. Và cái điều thiện mình coi nó nhỏ nhất, nhưng mà cứ làm đi, tại vì làm mỗi ngày thì tự động nó sẽ thành tựu. Thì trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật không phải là một vị thần thánh cho mình gì hết, nhưng mà Phật là một người thầy có khả năng cung ứng cho mình những phương thức, những phương thức để chúng ta có thể làm cho cuộc sống mình an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn. Cái bước chân của mình đi nó có nhẹ nhàng hay không là tùy theo cái lòng của mình. Lòng mình mà buồn bã, bước chân nó nặng nề lắm. Chiều một mình qua phố thường, thường thường âm thầm nhớ nhớ gì đó không? Bước chân nó nặng lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng rồi đó, thì đi đâu chỗ nào mình cũng rất thông dong và tự tại. Cho nên á, làm sao tâm mình được cái nhẹ nhàng, đâu phải một ngày một bữa làm được đâu, phải có cái huân tập. Cho nên nhà Phật dùng chữ huân tu. Huân là gì? Gom lại. Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mong huân. Cái bình hương mình thắp lên, khói nó xông lên, nó tản ra, lưu hương xạ nhiệt mà, khói bay lên. Nhưng mà bây giờ pháp giới này sẽ gom lại, để làm gì? Tất cả mây đó kết lại thành một cái gì? Một cái tường vân. Khi mình nhìn lên đó, tường vân đó, mình sẽ thấy chư Phật hiện toàn thân. Tại sao bây giờ thấy mây mà thành Phật? Tâm mình an lạc rồi thì một đám mây mình vẫn thấy biểu tượng của Phật. Tâm mình thảnh thơi rồi, một lá rơi xuống mình vẫn thấy pháp. Cái bài hát hồi nãy đó, Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Chiếc lá nó rơi cũng là biểu lộ của pháp, tại vì nó thể hiện được vô thường, nói lên một bài học cho mình biết. Và một bài học tương sinh, lá nó rơi xuống, nó rã ra trong lòng đất, rồi nó nuôi lại cây to. Có một buổi chiều Pháp Hòa đi thiền hành, Pháp Hòa thấy một chiếc lá nó rơi xuống trong mùa thu. Pháp Hòa làm bốn câu: kìa, chiếc lá vừa rơi, bay đẹp một phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi.
Trong một bài thơ khác, một bài thơ dài khác của Hòa Làm, trong đó có hai câu cuối: à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Sống để mà chơi, ăn chơi, gặp nhau chỉ làm gì đó, ngồi đây chơi, uống nước trà chơi, ở dưới miền Tây kêu ăn cơm chưa, ngồi đây ăn ba hộp chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi. À thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Mọi việc nó nhẹ như vậy. Có những người người ta thông dong, như thiền sư Viên Minh, nhìn mây, kìa mây bay trên lá, trên núi, ê xuống cho thầy xem. Thấy mây đang bay, biểu mây xuống đây chơi. Nhưng chân lý nó đến liền: ôi mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Thầy đang ngủ mà, việc của thầy tự tại là thầy ngủ, mây có tự tại của mây, mây cứ bay. Hồi nãy thầy muốn kêu mây xuống đây, muốn làm cái chuyện là lấp đá vá trời vậy đó. Kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy chơi. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Chân lý á, nó bàn bạc trong cuộc sống. Chỉ khi nào mình hiểu được cái đạo lý thì chân lý nó có mặt, đạo lý mình tiếp nhận, đạo lý mình thấy được chân lý, thì cuộc sống của mình rất có lý. Chân lý nó có, đạo lý mình nhận, sống có lý lắm. Ăn gì ngon, có lý ha. Tại mình ngon rồi đó, thấm rồi đó. Cho nên hôm nào mình suy ra được một cái đạo lý gì cho mình, gật gù. Đến nỗi mà rau bắp, rau tép mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp mà gật đầu khen ngon. Tại sao? Hạnh phúc nó có mặt rồi thì ruột bầu với rau tép nó vẫn ngon. Còn mình không có vui rồi thì cái gì nó cũng không ngon. Cho nên cái bước chân của mình nó thể hiện, ánh mắt của mình nó thể hiện. Phật có dạy trong kinh, trong cái bài đó Phật gọi là cái gì? Ngũ tướng, thấy không? Nó phát lên, nhìn năm cái phương pháp này, nó hiện lên cái tướng để mình tu tập. Người mà người ta có tu năm cái đó, nó hiện lên. Pháp Hòa có nói cái bài đó, quý vị muốn nghe tìm cái bài Niệm lành xâm tướng đẹp. Phật dạy năm phương pháp tu cái gì, quán cái gì, nghĩ cái gì để cho cái tướng mình nó được đẹp. Thường thường á, mình mà không thích cái gì mặt mình nhìn biết liền, phải không? Cho nên nó biểu lộ liền. Thích nó cũng biểu lộ, không thích nó cũng biểu lộ. Nhưng mà cuộc đời này mà hãy mình biểu lộ cái mình vui thì mọi người ta thoải mái. Mình biểu lộ cái không vui tự nhiên người ta thấy khó chịu. Mình đến nhà người ta mà mình bước vô mình biểu lộ một cái thái độ nào đó, tự nhiên người ta khó chịu liền. Còn mình đến mình nhẹ nhàng, mình manage được. Cái chữ tiếng Anh là manage, tiếng Anh, tiếng Việt là gì? Mình điều chỉnh được, mình điều phục được cái tâm hành của mình. Đừng để cái tâm hành mình vui buồn nó bộc phát nhiều quá. Vô mua nhà mới mà vô trời ơi đẹp quá, rờ chỗ này rờ chỗ kia, yên tâm giá không xuống đâu. Tại mình đã để cho người ta thấy được cái thích của mình về căn nhà đó quá rồi, phải không? Còn mình không thích cái gì là bắt đầu mình biểu lộ lên liền. Cho nên á, Phật dạy điều phục tâm hành. Thương cũng là một tâm hành, ghét cũng là một tâm hành, vui buồn tất cả đều là những tâm hành. Nhưng tu á, là mình đủ khả năng điều chỉnh đó. Thích cũng không để lộ cho mình biết. Trời ơi thích thì có cái tướng ăn rồi, ăn biết tham liền. Chứ hồi xưa các tổ, các thầy muốn thử đệ tử mình, thử đệ tử mình coi coi tham cỡ nào, ngồi ăn chung. Ông thì cũng để vô ăn rồi từ tốn, còn ông thì vừa đưa vô miếng ngon cái lấy đũa gấp miếng thứ hai. Còn không thì cái gì mà mình thích đó,
mình chấp. Còn không có mà xới bơi, những cái thái độ đó nó biểu lộ lên cái cách sống của mình hết, cái tâm tư của mình hết. À, quý vị nhớ bảy ha: tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt, tu tập. Mình thọ cái gì để làm mình hạnh phúc thôi, an vui thôi. Đó, bây giờ ví dụ như á, thường Pháp Hòa thỉnh thoảng quý vị cho Pháp Hòa ăn sầu riêng. Nhưng mà bây giờ cái bao tử Pháp Hòa với cái đường ruột Pháp Hòa nó không có tốt, cho nên là trước khi lên giảng là tránh né sầu riêng. Mặc dù có thể ăn sầu riêng nhưng mà ăn xong rồi lên nó khó chịu. Thì thôi bây giờ mình tránh né nó trước khi mình lên giảng. Tránh né là vậy thôi, nghĩa là mình sẽ ăn hay là mình không ăn. Nhưng mà không ăn không có gì khổ hết. Pháp Hòa không ăn được ba rô, dù là ba rô sống hay là ba rô phi, nhất là cái ba rô mà phi lên rồi ăn vô là nó khó chịu cả ngày. Cho nên mình tránh nó đi để mình khỏi có khó chịu vậy thôi, chứ có gì đâu. Không ăn được món này thì mình ăn món khác. Cái đường này mình đi đã từng bị lạc rồi mà tại sao cứ phải nhào vô hoài? Để rồi mỗi lần lạc cũng đâu có chết ai, nhưng mất công phải quầy ra. Điều này Pháp Hòa hay dạy mấy thầy trẻ lắm. Có nhiều khi biết cái đó nó sẽ sai mà cứ làm. Xong rồi nó đó, con thấy không? Bây giờ con làm xong rồi nó cũng đâu có hệ gì, nhưng mà con mất thời gian không? Con phải quay trở vô con làm lỡ. Mà ngay từ đầu con làm đúng rồi, nó đâu có đến cực cực. Thôi thì Pháp Hòa có chia sẻ phần cuối của cái bài này hồi sáng với đại chúng. Phật dạy chúng ta có 7 phương pháp để chúng ta giảm thiểu một phần nào những cái phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Tu tập là chỉ cần thấy là mình có bớt là mình vui. Từ đó nó cho mình một niềm tin mình đã đi đúng đường, mình đã chọn đúng pháp, mình đã tu đúng cách. Mà vì vậy cho nên ngày nay tuệ giác mình nó có, cái niềm vui của mình nó có. Cũng giống như mình đang đi trên đường vậy, chưa tới nơi nhưng mà thấy bản. Thí dụ mình đi tới Plan City, mới bắt đầu khởi hành nó nói 300 mai, điên họ nó nói 250 mai, chưa tới. Nhưng mà chính cái bản đó cho mình biết mình đi đúng đường, càng ngày mình tới càng gần, hiểu không? Tu tập là vậy đó. Đại chúng tu làm sao mà thấy mỗi ngày vui hơn, an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt chấp trước hơn là mình biết vô rồi đó. Cứ vậy mà tu tiếp. Chúc đại chúng an lạc. Trên mặt là quý thầy, quý vị sư, tập tại đại chúng. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023. Pháp Hòa có một Phật sự đột xuất bên này 3 ngày. Thì thật tình là hoàn toàn không biết là mấy anh em có mặt ở bên này. Thì quý thầy Pháp Huy hay tin thì liên lạc thầy Đức Tạng. Thầy Đức Tạng báo cho họ biết là thầy Pháp Huy lên ở đây. Thầy Pháp Huy cũng lời mời muốn chơi. Thì biết anh em bên này thì dù bằng cách nào cũng phải cố gắng sắp xếp. Nếu không được đến lâu thì ít nhất cũng quá bước một cái được biết chỗ anh em định ở như thế nào để yên tâm. Thì lại thêm cái bất ngờ thứ hai là gặp hai vị sư. Hai vị sư cũng như là hai sư chị lớn, coi như là nếu mà tính nữa thì coi như là 30 năm. Khi mà được về làng tu tập với sư ông Lan Mai và biết quý sư chị Tinh Nghiêm và một trong những trưởng lão của các sư cô làng Mai, thì hôm nay cũng là rất là vui chuyến đi thật là viên mãn. Ngoài cái công việc thì lại được gặp lại quý anh em, mặc dù là đông lắm không gặp đủ hết, nhưng mà lâu lâu lại được gặp một vài thầy, biết quý thầy đang hành đạo, đang sinh hoạt. Trong khi Pháp Hòa ngồi bước vào đạo tràng ngồi thiền đó, thì cảm nhận được
cái không khí, cái năng lượng, thì Pháp Hòa lại rất tự nhiên trong lòng mừng và thấy được các sư em của mình cũng đang làm đạo và rất là, dù không lớn nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng. Thì cái chất lượng này nó giống như là kim cang vậy đó. Kim cang là một cái chất cứng rắn, không có gì đập vỡ được nó. Mà Đức Phật đã dùng cái ví dụ đó để biểu tượng cho trí tuệ. Mà ở đây thì không dùng chữ trí tuệ mà lại dùng kim cang tâm. Thì kim cang tâm này nó cũng nằm ở trong kinh Bồ Tát Giới. Trong kinh có những cái tâm tu tập, trong đó có 10 thứ tâm kim cang, tâm trưởng dưỡng, tâm kim cang. Thì cái kim cang là một loại cứng rắn, mà mình nói theo tiếng Việt là kim cương. Kim cương, nói cách hai cách phát âm, kim cương cũng được, kim cang cũng được, thì nó là một loại cứng rắn, không có thể gì mà phá vỡ. Nhưng ngược lại, nó có thể phá vỡ những thứ khác. Không có gì phá vỡ được cái tâm bồ đề của mình, cái trí tuệ của mình. Nhưng mà ngược lại, tâm bồ đề của mình và trí tuệ của mình có thể phá vỡ những thứ khác, phá vỡ những chướng ngại, phá vỡ những chông gai. Ví dụ ở đây, bây giờ mình tập hợp, tâm cho mình tâm. Nhưng tại nãy thì sư nói cũng rõ, lý do cảnh sát thưa không phải là quý vị tập hợp đâu, mà sợ thưa là tại vì quý vị tập hợp không có đâu, không đâu như họ muốn. Cho nên là nói đùa thôi, nhưng mà mình cũng có cách. Ví dụ bây giờ họ mình có thể sinh hoạt một lần vậy là 20 người, thì quý thầy chịu khó mình rải ra từ thứ hai tới thứ năm, ai đây chứ ai đi ngày được ngày thứ hai, mình di dân 20 người, làm thành một cái lịch luôn cho 20 người ngày thứ hai, 20 người ngày thứ ba. Quý thầy chịu cực thay gì cũng mình tu mỗi ngày thôi, tại vì cái đó cũng là cái cách mà Pháp Hòa đã sử dụng cho một vài nơi. Khi học mình không sinh hoạt được đâu thì mình rải ra, ví dụ như một ngày cho người Tây Phương, một ngày cho người Việt, một ngày cho người lớn tuổi, một ngày cho người trẻ, ví dụ vậy, tùy theo các hoàn cảnh. Nhưng làm được hết. Tại sao? Tại mình có tâm kim cương. Kim cương tức là trí tuệ. Đã là trí tuệ thì không vì những cái trở ngại, mình dùng dân bước của mình, mình có thể mình dùng cái đó, mình sử dụng cho người khác. Cái ý là như vậy. Cho nên là đại chúng có cái tâm tu rất tốt. Và thật sự mà nói thì mình học Phật, mình nghe Pháp, mình làm tất cả cũng không ngoài để làm gì, để mình tu. Học để chữa sửa mình, để chỉnh đốn mình. Mình tu tập nghĩa là mình quyết tâm, mình chỉnh đốn, mình sửa chữa. Thì cái tâm mà thiện lành như vậy thì không thể nào mà không được cái quả lành đó. Cái quan trọng là mình có chịu vượt những trở ngại. Quý vị nhớ là một cái cỏ dại nó mọc thì nó dễ, chứ một cây hoa, một cái trái đâu phải mình trồng một hai ngày nó có trái. Cây xoài, cây bưởi phải vài năm vì mình biết tại sao mình phải dưỡng, tại mình biết cây này ăn được, trái này nó ngon, cái đáng dưỡng. Cũng như vậy, trên đường tu tập mình biết rằng chỉ có tu mới vượt khổ, có gì làm mình hết khổ. Nếu mà học Phật càng nhiều mà không tu, coi chừng học Phật càng nhiều càng khổ đó. Tại vì học nhiều quá, ôm cái mới kiến thức đó, mà không có tu tập, không chuyển hóa gì hết, thì những cái pháp đó nó làm ngược. Thì Phật nói cũng giống như con rắn mà mình bắt rắn mà không biết bắt thì nó quay lại nó cắn mình thôi. Nhiều khi mình học thích, nhưng mình tự tập, thì cái đó nó tốt hơn là mình học nhiều và mình bồi dưỡng cho kiến thức, nhưng mình không có uyển chuyển, không có tùy duyên, không có hàng thuận. Cho nên các thầy cũng vậy, muốn làm đạo mặc dù tâm mình cứng rắn như kim cương, nhưng không có nghĩa là mình chắc biết uyển chuyển, biết tùy thuận, biết nhân duyên, phải không? Tại vì muốn độ chúng sanh đó, không tùy thuận sao độ. Ví dụ như ở đây quý vị thí dụ thôi, đạo tràng đây là phần lớn mà đi làm tới 8 giờ tối như vậy, thì mình cũng phải chịu khó chờ ta tu tới 8 rưỡi, đó là tâm tùy thuận.
phải có tâm tùy thuận, phải có tâm mưu nhiếm, phải có tâm uyển chuyển, thì tất cả những cái tâm đó nó kiên trì được thì nó lại là kiên kẹt. Đặc biệt là phải cứng mà không được. Trong cái cứng nó có cái cứng rắn là gì? Quyết chí. Vì trong quyết chí phải có tùy thuận. Tại vì như vậy mình thực hiện được cái tâm nguyện của mình. Và nếu ai là đệ tử của sư ông thì cũng phải học được cái cách đó của sư ông. Tâm đã quyết nhưng mà cái lòng từ bi của sư ông lớn, cho nên sư ông quyết tùy thuận. Người ta thì đi tìm thầy chứ, còn thầy thì phải đi tìm đệ tử. Tại sao? Tại cái thời mà con người họ chưa biết tìm thôi, thì thôi mình là Bồ Tát. Trong kinh dùng cái từ gì biết không? Là một vị Bồ Tát không mời mà tới. Thường thường á, theo nguyên tắc là hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đạo. Người ta mời mới tới, ta không thỉnh không tới. Nhưng mà tâm Bồ Tát mà có rồi thì thôi, mình phải làm Bồ Tát không mời mà tới. Nghĩa là không mời là mình phải đi tìm chúng sanh. Tại họ còn đang lặng ngược, họ đang chìm đắm, mình đưa tay mình. Cho nên đức quý vị thấy Phật Di Đà không? Cánh tay của Ngài duỗi đó là một cái ấn. Bàn tay trên này Ngài nâng là một cái ấn. Không tiếp dẫn, làm sao nâng đỡ. Cho nên Phật Di Đà để tay này, để tay là hai cái ấn tiếp dẫn và nâng đỡ. Thử ra Phật cũng phải ra dấu với mình. Thấy không? Cái ấn là gì? Nó xuất phát từ cái tâm. Không, mà ví dụ như nãy mà vừa đưa tay tâm, người nói chữ tâm chỉ như vậy, thì cái tay của mình bắt ấn này bắt ấn kia là một biểu lộ của tâm. Phật muốn đưa, Phật muốn nói cái tâm của Ngài, nhưng mà mình Ngài đứng yên vậy mình đâu biết tâm của Ngài muốn nói gì. Đưa tay là chủ thể xuất, mình phải đưa, Phật phải đưa tới, mình phải sao đưa tới hai cái tay mình mới nắm được. Phật không đưa sao mình nắm? Mà nếu Phật đưa mình không chịu nắm là lỗi của mình. Phật đã sẵn sàng nắm mình và đưa mình lại. Cho nên muốn lên trển phải đưa tay lên. Muốn tu tập được thì phải chấp nhận cái sự dẫn dắt. Từ việc mình phải dùng xin quý thầy dẫn dắt cho con. Dẫn dắt đâu phải mỗi lần mình đi phải dẫn, mà dẫn cái này. Mình lạc hướng thì người ta dẫn cho mình đi. Mình tà kiến thì người ta giúp cho mình có tránh kiến. Mình biên kiến thì cho người ta giúp cho mình thấy được một cái nhìn cho nó trọn vẹn, không lạc vào tà kiến. Tà kiến là cái danh từ chung của tất cả những cái kiến khác. Trong đó có biên kiến, có thân kiến, có thường kiến, có đoạn kiến. Thì hôm nay trong cái chuyến đi đột xuất mấy ngày, nhưng Pháp Hòa rất vui khi mà được cả buổi sáng này để về được thăm quý thầy, quý ni sư, đặc biệt là thầy Pháp Từ, thầy Pháp Huy. Nhưng mà hai thầy ở đây thì quý vị cũng được cái sự hướng dẫn tốt, thì mong đại chúng cố gắng mà đã tu tập thì phải chịu khó. Chịu khó gì biết không? Chịu khó tập sửa là những cái tập khí chúng có gì hết. Thí dụ ở đó mình hay lăn xăng, mình đến đây thì quý thầy sẽ giúp cho mình bớt lăn xăng. Mình nhiều khi mình mạnh tay, như quý thầy nhắc phải nhẹ lại, chỉnh mấy cái đó lại đó. Ở đây là chuyên môn về cái đó. Đây là trường chuyên khoa đó. Mong đại chúng có nhiều an lạc, niềm vui trong khi tu tập. Thì quý vị có dùng trà, có gì trao đổi thêm thì mình sẽ trao đổi thêm. Cảm ơn quý thầy, quý vị sư cho phép không hòa được về Phật đạo tràng. Good
vị, đây là câu hỏi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào quý sư quý thầy. Con có người bạn ở bên Việt Nam á, nghe pháp thoại của thầy mấy năm rồi mà có chuyển hóa rất là tốt. Bạn con là cô giáo dạy theo mà bây giờ từ nghe pháp thoại của thầy tương tác truyền thông với gia đình với những người học trò tốt và làm ăn rất là thuận lợi. Bạn con có tâm nguyện là muốn quy với thầy Pháp Hòa mà bạn con ở bên Việt Nam không biết làm sao mà đủ cơ duyên để mà quy được với thầy. Bạn con nhà con xin hỏi thầy giùm. Giờ mình có thành công online liên lạc qua email của chùa không phải về Việt Nam. Ở chùa mình có email nói với người bạn kia. Dạ. Rồi quý thầy sắp xếp. Ai có thắc mắc hỏi gì? Sẵn có tứ đại cao thủ. Để chính lại hỏi gì. Đây ai là đệ tử năm giới của thầy Bộ họ giờ đây lên nhiều lắm đệ tử này có chín nè người cũng tới rồi ngay từ thằng John. Thật ra khi mình nói là đệ tử của thầy này thầy kia đúng không? Thì trong Phật giáo mình hiểu là cái vị thầy quy y cho mình chỉ là cái người mình đủ duyên để mình nương tựa, và vị đó là người tác thành cái pháp để mình thành Phật tử. Còn đúng ra là mình đệ tử chung của Phật, Pháp, Tăng, chứ không riêng của một vị nào. Tại vì thầy đó cũng đại diện cho Tăng. Chữ Tăng là một đoàn thể từ bốn thầy tỳ kheo trở lên, và đoàn thể đó có tu tập theo lời của Phật dạy. Cho mình quy y Phật là mười phương chư Phật, quy y Pháp là mười phương Pháp, quy y Tăng là mười phương Tăng, quy y Phật, quy y Pháp, quy tăng, tăng bảo chung. Phật thì chỉ là một vị thôi, nhưng mà quý vị qua Thái Lan có thấy Phật Thái Lan nhìn khác Phật Việt Nam. Cái gì đẹp nhất của người Thái Lan thì người ta sẽ tô điểm lên cái tượng Phật Thái Lan. Ví dụ như người Thái Lan đội cái mão cao, họ sẽ làm Phật Thích Ca, họ đội cái mão hiểu ý không? Cho nên mình thật ra có một biết quý vị hiểu, nhưng mà có bạn nhắc để quý vị biết rằng ở nơi nào có chư tăng đang hành đạo trong cuộc tập trường mà thầy, nếu những việc đó có tu tập, có hành đạo, có sống theo giáo pháp thì đều là những bậc thầy mà mình nương tựa. Và tăng á include cộng luôn chư ni, chứ không phải tăng chỉ để dành cho các thầy. Chư ni cũng là tăng, tại vì chữ tăng là một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, chứ không có cái giới tính trong này, không có nam nữ gì hết. Tăng là một đoàn thể sống hòa thuận thanh tịnh. Vậy thì một đoàn thể nữ đó mà có hòa thuận, có thanh tịnh, đoàn thể đó vẫn là tăng. Chứ đừng hiểu lầm là tại hay nghe nó tăng ni ấy, cái đầu mình cứ nghĩ tăng là cái thầy, còn ni là ni ngoài. Cái đó là mình đặt ra để mình có cái nói chuyện cho nó có cái bài bản là có quý thầy nam, quý thầy nữ gì đó. Chứ thật sự chữ tăng là không có, nó là một cái danh từ chung chứ nó không phân biệt của nam nữ. Ngày nay quý vị hay nghe kính bạch chư tăng, nếu mà nói đúng là chư tăng nam và chư tăng nữ thì đó. Và sau này mình hay nói vậy thì có bà sợ quý vị hiểu lầm tăng là dành riêng các thầy, nhưng mà quý vị ở trong gia đình mình
sống hòa thuận với nhau, một cái đoàn thể mà, cũng là tăng, nhưng mà tăng tại gia. Nhưng mà ngày xưa thì nghĩa của chữ tăng là các vị xuất gia, nhưng mà mình hiểu là một đoàn thể, thì đoàn thể nào mà có tu tập, có hòa thuận đều là một đoàn thể. Gia đình mình đó, là một đoàn thể, nhưng nếu mình không học pháp, không nghe lời Phật dạy, không ứng dụng được thì đoàn thể này sẽ đổ vỡ, gia đình của người này sẽ tan nát. Cho nên ráng học Phật để giữ cái đoàn thể nhỏ bé của mình, 4 người, 5 người là hạnh phúc, rồi mình tới chùa là một đoàn thể lớn hơn. Tăng là một đoàn thể chứ không phải riêng ha. Cho nên quý vị có gặp quý thầy bên Lào, bên Campuchia, bên Nhật Bản vân vân cũng cung kính, thì các vị đó cũng là tăng. Ở đây hàng tuần thứ năm tự giới thiệu chương trình. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh Bạch Tràng Chí Hồng, Kinh Bạch Tràng Nguyên Thầy Nguyên Sư cùng toàn thể đại chúng. À, đây là một cái dịp vô cùng quý, còn đang vì mỗi khóa tu ở ngay trên đất liền đổi đến đây, bất cứ giá nào cũng về đến đây, cùng với yên đây thưởng thức cái sự có mặt của thầy, thiện thân của sự tiếp nối của một sư ông. Như mình biết trong kinh Phổ Hôn á, chị hãy mà nghe thấy danh hiệu của Tam Quan Thế Âm, hoặc là thấy hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm, tự nhiên trong lòng của mình muốn phát khởi cái tâm tu, thì sáng nay mình đứng trước sông mình thấy, và con nghe tiếng sự có mặt của thầy ở đây, và lại chúng từ xuất gia cho tới tại gia rất là ngọt ngào được gặp thầy, mà cái chuyện gặp thầy đã làm cái chi mà hay nói. Mà không quyết định là chắc hay là ngồi yên. Ngồi yên hay thương sức thầy thôi. Và chúng ta biết rằng cái công hạnh của thầy hành đạo khắp nơi, mục đích của con không có phải muốn làm cái chùa ở đây, sẽ con cũng có ý định đó, rời khỏi Bát Nhã năm đó. Bao lòng đó, con đi học, con nghĩ rằng sự tiếp nối của thầy tổ cũng cần có một cái chút học. Khi học thì 10 năm, hơn 10 năm học xong chương trình công chức xong, không muốn học nữa. Thì Covid đã xảy ra, không có một cái nơi tu tập, cho nên đạo tràng xuất hiện trong cái thời Covid. Thì con cũng một cái ý định là làm chùa ở đây, tại ở đây có rất là nhiều chùa rồi. Thì cho nên cùng với các trẻ anh chị em ở đây tu học và đi lang thang, có khi thì ở trong công viên, các khi thì ở công viên này, công viên kia, các khi trời mưa thì sách dù sách nó cũng chạy những đồ này để công viên. Cuối cùng thì chúng ta có một vị giáo sư thương và cho cái không gian này, thầy trò vô bốn bảy nhiều vậy, cái nhà đó đâu có đẹp như vậy, cái phố ban đầu sụp lên sụp xuống và nó tàn nát, thầy trò bỏ ra gần 2 năm để mà trang trí lại những cái chùa này đẹp nhất hầu ấy. Cho nên hôm nay có thầy đến đây tự nhiên học hôm qua không biết nói cái gì, nói không biết nói cái gì, cái này là nói muốn hết mà cũng phải. Cho nên thưa đại chúng, sự quan nghiệm của thầy có mặt tự nhiên cái mình muốn phát tâm tu thế không phải đi như mà thầy nghe đó mà kể. Và chúng ta còn nghĩ rằng mình là sự tiến bước của thầy tổ, thì vẫn đang con trong cái đoạn thể này, xuất gia này có cái người đáng nhất về các chư vị trưởng lão. Thì cái ngày con tập ra làm ràng này
muốn mà đang đưa khuyên là phải học phải qua học khi anh Phật Hòa với nhất mà con chưa có cơ hội gặp. Thì cái bữa năm 2019 con gặp thầy Hòa đại sư ở tu viện Hoàng Mai, thành ra cho nên ở đây con gặp lại anh nữa thì con thấy là quý cái tình Việt Minh Thế Phụ thì sư ông đi rồi. Thì bây giờ con còn nhỏ, con tưởng là các cha chị chịu lớn. Có nhiên con cũng có những vòng vàng con đường của mình. Nhưng mà đây cũng sự cố gắng rất là lớn. Và cái tình thương của Phật tử rất là lớn. Con muốn có một cái sự tiếp nối của Thầy Tổ này. Và sự cơ mặt của Thầy ở đây là cho chúng con và bản thân con rất là yên ổn. Thế thì thầy lớn, đại sư lớn của thầy thương đến đây mà con thực chất mà nó cũng không có mọi người đó nhưng mà con quyết tâm mọi người yên hôm nay thầy về đây không biết làm gì không có yên sư ông này và sáng nay thầy tổng quy mới quay ra hỏi thôi hô phải canh hô canh một bài nên thành ra con rất là đây là cái con không biết là trên cái con đường tu đạo ở đây này cái vùng đất này con không biết thầy có cái tâm niệm có một cái đạo tràng hay không. Nói theo con thì con ở đây 10 năm 14 năm ở đây học và ban đầu thì học thứ ba nhưng cuối cùng học cái đạo Phật giáo ở đây con cũng xong chương trình master nhưng mà rồi cũng đi học rồi đó nhưng mà tình bị dính ra nhiều ngày rồi. Không biết từ cái ngày bỏ đạo tràng nào không có học được cái gì hết mà ngoài còn lại thì chỉ có học với các vị ở đây học từ sự cẩn trọng nhìn từng vị cư sĩ đến không nghĩ là mỗi vị đều một cái luật án để có học mỗi vị đều một xuất gia tại nhà đều một cái luật án cho con nghiên cứu một cái công án như là sư ông này nói là con chỉ bày tỏ và biết ơn của con sự có mặt của thầy của con tại đây một loại khích lệ của thầy cũng cảm thấy rất là nát dù rằng là trong cái hoàn cảnh của mình nó rất là hạn hẹp nhưng mà lại có cái sự hiểm trợ của chú vị lòng dài chắc hơn yêu buồn hơn và cứ tiếp tục đi như vậy thở như vậy và sáng tạo như vậy còn rất là con thầy con thầy có một tâm sự với chúng con hơn trong một tới chúng con sẽ có một cái trong năm nay mở ra cái khóa tu thường xuyên một cái tháng một hai tháng hoặc ít nhất là mỗi 3 tháng thầy trò kéo nhau đi ra một cái chỗ nào đó thì mình xa khỏi cái thành phố bận rộn này là một khóa tu mời mời tất cả các bạn thiền sinh khắp nơi trong các nước này chúng tôi rất là cầu mong thầy có thể thu xếp cho chúng tôi một trong những khóa tu lớn chúng con xin thỉnh thầy về dạy cho chúng con dù là một buổi điện thoại con cảm thấy như thế nào là sư ông một sư trưởng tiền bối đi trước mà em đi sau thì mình nương vào các bạn đó chị lắm ở đây phải là chị lắm biết em ra người việt nam cũng như các con trâu trâu cày rất là lớn rất là sướng các bạn này con đã chịu thành tựu trước các mặt của một đoàn thể tu tập này con nghĩ nó là cái phước lành rất là lớn của cộng đồng thực hiện rất cần những cái gì từ họ rất cần cho ta có đầy đủ những cái tu viện của để thỏa mãn những vấn đề cộng đồng hóa để tu nữa cũng như những cái nhu cầu cơ bản như một cái tu viện rất cần công thầy thương hiện trợ cho chị con cái thằng này thầy thu xếp
Thì nếu được thì thầy Pháp Quy ở đây với Pháp Từ, các sư anh, các sư chị yên tâm hơn. Tại vì cơm có căn, tu hành có bạn. Thầy Pháp Từ mình mặc dù vững chãi nhưng mà cần có một sư anh nữa để hỗ trợ cho trên công việc thực sự. Cho nên nếu mà có được thầy Pháp Quy thì rất tốt. Mà thầy Pháp Huy hình như về đây sức khỏe cũng tốt hơn, đúng không? Không mà nghe bán đăng. Có một anh mới bước vô, em không anh là người Hoa thì không biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Hoa với tiếng Anh. Không mà nghĩ rằng đây này sẽ rất tốt cho em. Chút xíu và giới thiệu quý thầy giúp cho em. Thì Phật Hòa có được nói chuyện với em một vài lần mà không để giúp cho em trên phương diện chữa tập được. Thì nếu mà được quý thầy hỗ trợ thì được. Tại vì thầy biết tiếng Anh thì xíu và giới thiệu cho tập được quý thầy giúp cho em. Cách lúc này nãy dạ, chưa nghe à, mà chị chưa hỏi lớn thì chắc nghe lớn chào mừng con nói to là chị cũng mời con à. Thưa thầy, thì nếu mà con không đặt câu hỏi có thể chia sẻ được không ạ? Được, ngắn gọn. Dạ, bản thân con xuất thân là một gia đình Phật giáo, Phật giáo truyền thống. Bà nội con là trụ trì. Thì con đã biết mặc áo tràng này từ năm 5 tuổi. Nhưng mà khi mà con ra cái hải ngoại này á, thì con mất lòng tin người Phật giáo nhiều lắm. Và con nói thật, lúc đó con hoang mang lắm. Con đã từng 2 năm đi vào sinh hoạt ở nhà thờ. À, khi tại vì con thấy ở bên nhà thờ mới đi là cái nơi đây là chỗ của mình, thì con qua đó sinh hoạt 2 năm, sau đó thì con cảm thấy là đây cũng phải là cái chỗ của mình nữa. Đến khi mà con gặp được toàn thể nhỏ với mấy em và với thầy Minh Niệm thì con bắt đầu thích, và con thích cái pháp môn đó. Có một thời gian tụi con không có chỗ sinh hoạt, tụi con phải đi lang thang với thầy để được gặp thầy Pháp Từ. Lúc đó mỗi lần đi lang thang thì cũng hạnh phúc lắm. Từ từ thì con thấy được cái tình thương ở trong cái nhóm của con cho, và con nghĩ là đây là cái chỗ của tôi rồi. Mặc dù những cái chuyện khác làm cho con mất lòng tin đó thì cũng bần bồng ở bên ngoài, thì con nói là thôi bây giờ mình đặt chân ở đây, mình tu học ở đây, mình ráng mình ở đây, bởi vì đây mình có tình thương. Thì hồi đó con cũng lang mang lắm, tại vì bà nội con thì tu theo tịnh độ, và con cũng có nghe vài bài pháp thoại của thầy ở trên mạng, nhưng mà con cũng không biết là lúc đó con cũng không có biết là thầy thuộc cái trường phái nào hay là thế nào, vì thầy giảng thì nó chung chung lắm. Nhưng mà hôm nay con rất cảm ơn thầy đã ghé nơi đây làm cho con có vững lòng tin hơn, và con thấy là trên đời này còn có nhiều người tu thiệt lắm chứ không phải là toàn là tu giả. Con rất là cảm ơn thầy, thầy cho con thêm lòng tin vào, và con cũng ước mong rằng đạo tràng của chúng con sẽ có những cái dịp mà được tiếp đón thầy trong tương lai. Cảm ơn thầy. Thank you.
Quý vị nghe cuộc kể thì mình thấy rằng vô lượng pháp môn tu và đạo vốn không nhan sắc mà ngày đêm gấm hòa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đó là một bài thơ của một thiền sư Việt Nam, ngài đã viết lên bài thơ đó để cho chúng ta biết rằng cái chỉ cần mình có cái tâm tu và mình có an lạc thì bất cứ ở nơi nào. Và một vị hòa thượng Việt Nam mình cũng có bài thơ đó. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Phải có lang thang biết gió mưa chứ. Cho nên nhờ như vậy mình biết kinh nghiệm. Giống như hồi nhỏ mình ở Việt Nam, mình ở cảnh nghèo, cho nên giờ mình qua đây mình sống mình thấy cái gì mình cũng thấy mình hạnh phúc hết. Ăn cái gì mình cũng thấy ở đâu cũng được hơn hẳn cái nghèo của mình. Vì vậy mình không có chê nữa. Có cái gì mình thấy cũng hạnh phúc. Và khi đó mình mới thấy rằng thật sự ra quý vị nên tập có một cái nhìn, thì tất cả các vị ai cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng mà mỗi người cái khả năng người ta có một cái chừng mực đó. Và đôi khi mình thí dụ, không phải ví dụ, mình muốn nấu xôi thì mình mới học nấu xôi của một người đó, nhưng mà rất tiếc là cái người đó họ biết nấu nhưng mà cái cách nấu của họ nó chưa ngon, và mình cũng học theo công thức đó. Rồi một ngày nọ mình mới học được một cái cách xôi khác, hoặc là tự mình khám phá là có những cái hay. Cho nên mình sẽ biết rằng tất cả mọi người ai cũng có những cái để học, và thậm chí họ dở mình cũng học luôn. Học cái gì? Học cái đừng giống vậy đó. Chứ còn mình hồi nãy Pháp Hòa Thưa ở đây có cái đạo tràng tên là Kim Cương Tâm. Thì quý vị đã có Kim Cương Tâm rồi thì phải giữ cái tâm kim cương đó cho nó vững chắc. Bất cứ cách nào mình cũng có thể mình ứng dụng một tập tu được đấy. Thì nói tóm lại, lần này Pháp Hòa qua đây đột xuất, nhưng một trong những niềm vui của chuyến đi là được về thăm quý thầy. Thầy Pháp Từ thì Pháp Hòa cũng được gặp một vài lần, thầy Pháp Huy thì quá lâu rồi, cũng như quý thí sinh. Mặc dù vấn đề bây giờ là mỗi người mỗi nơi đang làm đạo, nhưng mà vẫn có cái niềm vui với nhau là biết rằng tất cả vấn đề mình đang làm một cái việc, đó là đang thực hành cái nguyện, cái tâm của người tu, đó là hoằng pháp lợi sinh. Thì bổn phận của người xuất gia chỉ có vậy thôi. Và mỗi người ai cũng có danh có phận hết, phải không? Hãy có danh là phải có phận, mà chưa danh phận. Ví dụ danh mình là Phật tử, thì bổn phận của Phật tử là làm gì? Bổn phận Phật tử là cái gì? Bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là bổn phận của mình. Và nói chung là bổn phận của tất cả chúng ta cũng thực hiện ba câu đó. Cái rằm tháng giêng vừa rồi đó, cái ngày rằm tháng giêng đối với Phật giáo nó là một cái ngày kỷ niệm. Vì cái thời Đức Phật đã tuyên bố cái điều này vào cái ngày rằm tháng giêng. Cho nên đối với Phật giáo thì rằm tháng giêng mang ý nghĩa gì? Đối với Phật giáo, rằm tháng giêng mang một ý nghĩa là chín ngày này Đức Phật đã tuyên bố và xác định lại lời dạy của Ngài, chỉ gọn trong 3 câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là cái, bởi vì khi mà Đức Phật ra thuyết pháp thì Ngài dạy rất nhiều và tùy duyên hết tất cả mọi cái hoàn cảnh. Ngài không hề chuẩn bị một bài pháp thoại nào cả, mà đi tới đâu đủ duyên thì ứng xử thì Ngài làm pháp. Cho nên thường trong kinh hay có hỏi không, bạch Đức Thế Tôn, bài pháp này tên là gì? Nghe không? Thường mình đọc kinh xong mình nghe mấy câu đó, tại sao mà hỏi vậy? Bởi vì Đức Phật đâu có chuẩn bị đề tài. Đâu phải Đức Phật nói kỳ này tôi sẽ đến đó tôi giảng đề tài gì đâu, không hề. Đi đến đâu thì đụng chuyện, ứng xử tùy duyên của nó. Sau thì các thầy nói vậy thì bài pháp hôm nay chúng con có thể gọi là bài pháp gì?
có lần là Đức Phật đi vô một cái làng, một cái nơi đó có nhiều cái sừng của con bò, và Đức Phật giảng bài kinh ở đó. Vì vậy cho nên trong kinh có bài tên là rừng sừng bò. Rồi một lần nữa Đức Phật giảng pháp thì Ngài đang nghe xong, và Đức Thế Tôn lời dạy của Ngài hay quá, giống như một cái bánh mật. Ăn cái viền thì nó ngon cái viền, ăn bánh mà có mật thì nó ngon cái mật. Giống như giờ mình ăn pizza vậy đó. Ăn khúc có cheese thì ngon, thì khúc có cheese, ăn cái quả viền. Anh Đức Thế Tôn bài kinh này đặt tên là gì? Thì thôi, kêu là bánh mật hoàng đi. Trong kinh Trung Độ có kinh mật hoàng, ví dụ vậy. Thì Đức Phật đến đâu thì có pháp tới đó. Thì ngày nay mình cũng vậy. Thì khi Đức Phật xác định lại, bây giờ tôi xác định tất cả giáo lý của con không ngoài mặt của con. Cũng giống như quý vị mà đến làng Mai thì cái tuyên ngôn của làng Mai là đã về, đã tới. Ai mà đi học theo có con người mẹ thì phải nắm vững những câu đó. Đã về, đã tới, thở cười thảnh thơi, bước chân an lạc gì đó. Nếu mà mình có được bước chân an lạc, mình đã có được biết thở, biết cười, mà biết an trú bây giờ và ở đây, thì là mình biết là mình nắm vững các pháp môn nữa. Cùng lên đường chuyển hóa thôi, không có làm gì nữa. Điều thứ hai là ngày rằm tháng giêng là ngày mà Đức Phật xác định tất cả chúng đệ tử dù xuất gia hay tại gia phải có những ngày tụng giới. Cho nên ngày nay mà chúng ta thực hiện lễ tụng giới không phải là một pháp môn mới, mà là chúng ta thực hiện đúng lời Phật dạy là mỗi tháng phải ôn đọc lại giới luật. Nhưng mà chúng ta ở thời đại nào thì chúng ta sẽ có những văn tự nó phù hợp với thời đại. Để mục đích tụng giới để làm gì? Để ôn đọc. Mà đã ôn đọc thì phải đọc cái gì mà người ta hiểu, để người ta đủ cái thời gian người ta soi sáng. Cho nên chữ tụng giới là mình nói theo tiếng Việt, nói theo tiếng xưa là Bồ Tát. Mà Bồ Tát để làm gì? Để trưởng tịnh, trưởng dưỡng sự thanh tịnh. Cho nên thời gian Bồ Tát thỉnh một người đọc giới, và tất cả đại chúng ngồi phản chiếu. Giới thứ nhất như vậy, mình ngồi im, mình lắng nghe, và mình soi chiếu lại. Mình soi chiếu lại, mình thấy trong tháng qua mình có thực tập, mình hạnh phúc, mình an lạc, ngày đó trưởng dưỡng sự thanh tịnh. Nếu như lỡ mình phạm giới thì mình sám hối. Sám hối để mình sinh cái pháp tàm quý. Và tàm quý là hai cái tâm thiện trong 11 thứ tâm thiện. Và khi mình nghe được người ta nhắc nhở, mình không có khởi tâm sân, đó là tâm thiện thứ ba. Mình không khởi tâm si, là tâm thiện thứ tư. Và không có ghét bỏ cái người nhắc nhở mình thì là tâm thiện thứ năm. Thí dụ vậy, thì nhờ như vậy cho nên mình trưởng dưỡng được. Cho nên lễ tụng giới quan trọng và mang cái ý nghĩa sâu sắc trong sự thực tập. Chứ không phải mình hồi đó cứ để em đọc thì mình ngồi nghe, lát thì mình đã già giữ được hay là lát mình đã già giữ rồi, thí dụ vậy. Nhưng mà trong khi mình ngồi mình lắng nghe, mình phải soi lại. Cho nên trước khi đọc giới thì xin đại chúng hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong mắt để soi chiếu nội tâm. Xin im lặng trả lời, không cần phải nói gì hết, tự mình phản chiếu, tự mình trả lời với chính mình có làm điều đó không. Vậy thì giữ giới không phải là lấy điểm với Phật, giữ giới không phải để lên thiên đường xuống địa ngục gì cả, mà giữ giới để trưởng dưỡng cái đạo đức đó. Mà một người mà có đạo đức rồi thì bản thân được hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, xã hội bình an. Cho nên các vị nhớ, một người mà có tu tập hạnh phúc cả ba phương diện, bản thân, gia đình, xã hội. Thử bây giờ quý vị chuyển hóa được cái tâm sân giận của mình, có phải là tương lai không? Rồi gia đình bây giờ yên thấm hơn không? Một người nói, người biết lắng nghe. Hồi xưa là cả hai cùng nói rồi hàng xóm nghe không? Bây giờ một người nói, một người nghe.
thì mình tôn thật là mình thấy có cái khác nữa. Cho nên dân gian thì người ta cúng rằm tháng giêng để gọi là cầu nguyện được bình an vân vân. Nhưng mà với Phật giáo thì đây là cái ngày kỷ niệm Đức Phật đã tập hợp 1250 vị thánh tăng. Những vị này là những vị tỳ kheo không là những người có cái căn lành với Phật. Cho nên các vị đến xin vào xuất gia và chấp nhận bằng danh từ thiện lai tỳ kheo thì các vị này trở thành một vị xuất gia liền. Ngày nay các thầy đi xuất gia thì không còn thiện lai tỳ kheo nữa, tại vì danh từ đó, cái câu nói chỉ Phật mới đủ cái đạo lực để nói. Mình bây giờ phải trải qua một quá trình thọ giới, và các thầy cũng truyền giới cho mình phải làm một cái lễ hội ý với nhau, gọi là lễ yết mãn, rồi trình bày để mình tiếp nhận giới. Thì cái này là các vị đây, là các vị ngày nay, các thầy các cô đây là bạch tứ tỳ kheo, tức là các vị tỳ kheo đã được trải qua một cái lễ truyền giới. Còn ngày xưa thời Phật chưa có giới luật, 12 năm đầu khi Phật thành đạo chưa có giới luật, chưa có một giới nào được chế. Tại sao? Tại không có ai phạm gì đâu chế giới, hiểu không? Thời Phật thì 12 năm đầu là các vị tu thanh tịnh, không một chuyện gì xảy ra trong tăng đoàn hết. Mà người ta không có xảy ra những cái hữu lậu thì tại sao mình phải chế giới? Không đúng, không có Nhật Bản, không có cái dân chủ. Thì khi bắt đầu qua năm thứ 13 thì có một vị tỳ kheo đầu tiên thời phạm giới, phạm vào cái điều không đúng, thì bắt đầu được Phật chế giới thứ nhất. Cứ như vậy mà lần lượt xảy ra 250 sự kiện, mình mới có 250 giới cho các thầy. Rồi bên sư cô cũng vậy, xảy ra 348 chuyện đó, thành tử đã bắt đầu mới có 348. Thì trong kinh, trong luật giới gọi là gì? Tùy phạm tùy chế. Hãy tùy theo một sự việc nào vi phạm thì sự việc đó sẽ được chế tài và đưa vào văn bản, đưa vào luật giới. Xã hội ngày nay cũng vậy, chúng ta có vi phạm cái gì người ta bắt đầu mới đặt để là những cái luật. Và ví dụ như ở đây có những nơi ra chỗ điểm đó, hồi xưa nó có hàng rào, rồi người ta tự do ra nó chơi, nhưng mà có thể xảy ra những tai nạn. Từ đó bắt đầu quy định có hàng rào và không ai được leo trèo ở khu vực đó. Thì nơi nào có xảy ra sự việc thì nơi đó phải được chế giới. Như vậy thì cái sự chế giới là để ngăn ngừa cái tâm lỗi lầm. Vậy thì cái câu thứ ba đó, giữ tâm ý trong sạch. Tâm ý trong sạch thì có chuyện gì nó xảy ra? Cho nên mình chỉ cần giữ được cái câu thứ ba nữa đó. Giống như nãy thầy Pháp Từ thầy nói, không làm gì được, nó cũng khôn nhất. Tại sao? Không cần làm gì hết. Tại vì ở đây nếu mà nói trên cái tu tập đó, mình ngồi yên. Còn nếu mà nói theo cái thế gian thường tình, mình không nói là không có lỗi, không làm thì không lỗi, đang ngôn thì đang quá, nói nhiều lỗi nhiều. Mà muốn nói mà có chánh niệm thì cái dù lỡ lời nó cũng nhẹ hơn, tại vì mình có chánh niệm. Mặc dù mình đã chánh niệm, nhờ có chánh niệm cho nên cái lỗi này nó giảm xuống. Cho nên làm gì làm có chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của sự tu tập, chánh niệm là chìa khóa của mọi hình thức. Nói năng có chánh niệm, đi đứng có chánh niệm, làm việc có chánh niệm. Và chánh niệm là quý vị đến đây là không học gì ngoài hai chuyện chánh niệm. Có chánh niệm. Nhưng mà mình không nói gì hết, mình kia, mà mình thấy cái điều đó sai, mà mình cũng không nói thì là mình có tội luôn. Thầy. Không phải. Cái chữ không nói đây là không nói không đúng lúc, không nói mà muốn nói thì phải nói có chánh niệm, chứ không phải là im lặng. Phật nói quá trời mà sao Phật biểu mình đứng được, nhưng mà lời Phật nói có chánh niệm cho nên nói ra khi nó làm người ta. Ví dụ bây giờ bạn, một đứa em mình tới chùa đây,
nó học cách chế trà nhưng mà nó làm ồn ào quá. Ví dụ như mình là một người chị đến trước, mình biết cách, mình sẽ nói chứ, nhưng mà mình sẽ lựa lúc, đúng lúc mình nói. Cho nên Phật mới dạy trong kinh nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Ví dụ như chị nghe lời Phật nói với chị đứng, chị đứng với chị thấy thì chị khiều thì cái này là không thật, cái này còn hơn nói nữa. Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Rồi hôm qua nghĩ chắc vậy đủ để có dịp rồi các vị về đây thường như thế này thì quý vị sẽ được học hỏi như thế này nhiều hơn. Thì hôm nay hôm qua rất là vui được về thăm quý thầy, quý ni sư trong chuyến đi này. Hy vọng là Minh Đệ lại có dịp gặp nhau ở lần khác. Cảm ơn quý ni sư đã đổ đường qua thăm. Xin chị tự nhiên khi nào về lại có bao nhiêu thứ năm này. Dạ, một quyền.